Leo Vicky. Ô Vicky, ô siêu siêu đáng sợ đấy à? Nhà cậu ở gần đây à? Nhà cậu cũng gần ở đây à hả? Cũng không hẳn thế, sau này tớ sẽ thường xuyên tới đây đấy. Một tại sao? Mình quen nhau nhé. Làm quen á? Tại sao? Cậu hết tớ mà. Ơi không đời nào. Hôm nay tớ mới gặp cậu lần đầu mà. Cậu có bạn trai rồi à? Không, tớ có đâu. Tớ rất là cảm ơn tấm chân tình của cậu cơ mà. Tại năm lớp trưởng á. Ê, bạn ấy có phải là bạn trai của tớ đâu. Thế thì ok rồi. Ơi nhưng không phải vì thế mà tớ thích cậu đâu. Ai lại thích người lần đầu gặp cơ chứ? Trời ơi. Lòng quen từ từ cũng được mà. Cơ mà, nhưng mà mày gọi, ra mẹ. Vâng, bây giờ con đang về ạ. À. Vâng, bây giờ tớ về nhá. Ngày mai gặp nhau nhá, vâng, con bà về đây. Mình bị đá rồi. Kế hoạch lần đầu thất bại rồi. Thế thì mình sẽ chuyển sang phương án B. Nói gì với tớ à? Không hề luôn. Nào trật tự, tất cả ngồi vào chỗ đi nào. Các em là đã nhận được thông báo hết rồi đúng không? Cô đã nói rất là rõ là phần đó là cô sẽ đưa vào đánh giá phần đề thi giữa kỳ đấy nhá. Nhưng mà cô thấy là lần này các em làm bài cũng khá là tốt đấy. Cùng chăm chỉ học hơn nhá. Vâng. Bài thì cùng mình tiêu rồi. Nào, nào lớp trưởng lên đây đi em. Vâng. Em phát cho các bạn bài thi nhá, cô sẽ quay lại lớp ngay, biết chưa? Vâng ạ. Ồ, học sinh. Đưa đây. Ô xem này, lại là 100 điểm. Đúng là Park Jin ta đây, học giỏi nhất trường chính là Park Jin. Tóc hai que. Ô Vicky. Ổn đua đấy. Mấy điểm thế nhở? Thật là... mà được 70 điểm mà. Cũng là may rồi, cứ tưởng 60 điểm cơ chứ. Hay quá. Ô, cái này không thấy ghi tên nhỉ? Cái này của ai đấy? Cái này của ai vậy? Không thấy ghi tên này. Được có 20 điểm thôi, của ai đây? 20 điểm thì thấp quá. Điều gì cũng sẽ bị cô giáo gọi điện về cho mà xem. 20 điểm này của ai? Của ai thế? À, của cậu à. Phải viết tên vào người anh em ạ. Cái thằng này. Người anh em này. Người anh em này tên gì nhỉ? 20 điểm à? Siêu, đáng sợ. Để tớ sẽ nói với cô là cậu không điền tên vào bài kiểm tra của mình. Cái đó là chuyện của tớ, tớ tự lo. Ok, người anh em 20 điểm. 20 điểm. Cậu đừng có mà cười. Bạn gái có phước. Điểm cậu còn cao hơn bạn 20 điểm này. Cái thằng nam lớp trưởng này. Này, Ovicky. Bạn cùng bàn đấy à? Tại sao lại đây cứ trước thấy bất an quá à? Trời ơi. Cậu nói là không thích làm quen với tớ đúng không? Cũng không phải thế. Mà tớ nói là tớ không thích vì lại sợ kiến cậu không vui. Nhưng mà ý của nó là như thế đấy. Thế thì cậu hãy làm hợp đồng yêu với tớ đi. Hợp đồng yêu á? Cậu bảo tớ là hãy làm hợp đồng yêu với cậu á? Tại vì có đứa thích tớ nên nó cứ đi theo tớ mãi thôi. Tớ thấy phiền quá. Cậu muốn ngắt đuôi nó nên là muốn lợi dụng tớ đúng không? Hả? Quá đúng. Tớ lợi dụng cậu vì cảm thấy phiền quá thôi. Tại sao tớ lại phải bị lợi dụng cơ chứ? Tớ cũng thấy phiền mà. Cũng là phiền phức mà. Cậu biết công ty bố nam lớp trưởng làm đúng không? Bố của nam lớp trưởng á? Biết chứ. Chú ấy làm giám đốc điều hành ở công ty mà. Tổng giám đốc công ty đó chính là bố tớ đây. Cậu là con đại gia đấy nha.
Nếu mà cậu không giúp tớ sớm thì tớ sẽ nói chuyện với bố, cứ cắt chức bố làm lớp trưởng. Ô, làm sao mà làm thế được? Cậu tưởng công ty có thể làm được như thế dễ lắm ấy à? Không tin thì giờ tớ sẽ làm luôn này. Alo, thì ký game đấy à? Ê, không. Nhưng mà tại sao lại dính dáng đến làm lớp trưởng ở đây? Bởi vì tớ không thích nó. Nó cứ gọi tớ là 20 điểm ấy. Thật là, nếu mà tớ giúp cậu ấy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đúng không? Tất nhiên rồi. Thế hợp đồng sẽ làm đến bao giờ? Tức là phải diễn đến thích nhau đến bao giờ ấy? Có thể là 1 tuần. 1 tuần á? Nếu mà mình chịu làm 1 tuần thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cơ mà, đã hứa là làm 1 tuần rồi, sau đó lại thất hứa thì sẽ phải làm thế nào? Làm thế nào hả? Nếu mà làm như thế này thì chắc chắn là cậu sẽ cắt được cây đuôi đang theo cậu đúng không? Phải thử thì mới biết được chứ. Thật là... Trời ơi. Ok rồi. Này cậu kiểu như kinh doanh ấy nhở. Tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ký cá như này bao giờ đâu ấy. Mọi thứ phải làm cho nó rõ ràng chứ. Bố tớ đã dạy thế mà. Mà sao khi nói đến bố mặt cậu lại như thế? Nào, kỷ niệm ngày hợp đồng hôm nay. Chụp nhá. Gì vậy? Ê khoan, để tớ chỉnh lại cái tóc mái đã. Ê từ từ. Rồi đấy. Vậy để tớ chỉnh lại. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bây giờ cậu mau đổi ảnh đại diện đi. Thay đổi ảnh đại diện á? Cái này nó hơi bị quá đáng đó nha. Trời. Này, nhìn đi. Trong hợp đồng đã nói thế rồi mà. Mau đổi ảnh đại diện đi. Ô, thật nhở. Còn cả thế này nữa. Đây nhá, tớ đổi được rồi nha, được chưa? Ồ, bây giờ nhìn như bọn mình yêu nhau thật ấy nha. Ok, bây giờ thì được rồi. Ồ, gì đây? Uwiki và Hằng 20 điểm thích nhau à? Con về rồi đây. Con về rồi đấy à? Sao hôm nay về muộn thế hả con? Hả? Không, con đi lượm cái vòng bên dưới. Tại vì hôm nay thấy trời mát đấy mà. Ồ, dạo này là mát rồi đúng không? Cái tầm này là thích nhất đấy. Chẳng nóng mà cũng chẳng có nhiều muỗi. Thôi mau tắm rửa ra ăn cơm. Vâng. Chuyện gì đâu diễn ra thế này? Tự dưng mình lại có bạn trai nữa chứ. Mệt quá. Nhưng mà nói đi nói lại thì bạn ấy cũng là đẹp trai đấy. Nhưng mà cách hành xử cực là siêu đáng sợ đấy. Công viên giải trí à? Cậu về đến nhà rồi đúng không? Này, cậu biết là mình phải trả lời trong vòng 5 phút đúng không? Thật là hợp đồng quái khỉ gì đây? Tớ về đến nhà rồi. Ngày mai kết thúc lớp học, cậu làm gì? Tớ á, ngày mai tớ cũng chưa có kế hoạch gì cả. Ngày mai tớ chưa biết làm gì. Thế thì đi cùng tớ đến một chỗ nhé. Đi đâu cơ? Đánh năm bổn. Chị ơi. Giật cả mình. Giật cả mình. Chị ơi. Sao? Chị xem cái này nhá. Làm thế này cũng được này. Làm như vậy cũng được này. Chị biết rồi. Này chị không có tâm trạng gì đâu. Em ra ngoài ngồi xem TV đi. Em chán quá à. Em đi ra ngoài đi. Chị xấu tính quá đi. Đánh năm bổn. Mẹ ơi, chị xấu tính quá đi, chị không chơi với con. Phiền phức quá. Đi đâu con? Đi chơi. Tạm biệt.
옆에서 오래 잊고 싶었던 걸.